Hello, xin chào các tình yêu. Hôm nay lại rất hạnh phúc được gặp các tình yêu ở Zoom 357 để được gặp lại mọi người, được truyền lửa, được đào tạo cũng như là giúp hệ thống có thể có thêm nhiều kiến thức cũng như là gặp gỡ những thủ lĩnh giỏi, những người mà có những cái cách bán hàng hay. Rồi, xin chào các tình yêu. Rồi, hôm nay em xin bắt đầu luôn. Xin mời bạn Thúy Nguyễn ạ, bạn Thúy Viết, bật mic lên ạ. Dạ, không biết cả nhà đã nghe em chưa ạ? Nghe rồi đấy em ơi. Dạ vâng ạ. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào tới đại gia đình của Dạ Thảo Linh ạ. Em sẽ được gửi lời biết ơn tới bạn Ma Thị Chú là người đã giúp em được dùng cái sản phẩm này đầu tiên. Em gửi lời biết ơn tới bạn Hà Thị Hương đã thực sự đã rất là bỏ rất là nhiều thời gian và công sức chăm sóc em. Em gửi lời cảm ơn tới Boston đã là người sản xuất ra cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời này để có thể hỗ trợ được tụi em có thể tăng doanh thu trong cái thời gian dịch này ạ. Thì để mà hôm nay cũng là lần đầu tiên em chia sẻ thì có gì đó mà nó chưa có được, các anh chị chưa có hiểu hết thì cũng có thể là tương tác với em. Sắp xong có thể cho em xin phép được xem màn hình được không ạ? Rồi, chào chị tí. Rồi, ok. Dạ, em cảm ơn ạ. Thì em xin phép em chia sẻ chút xíu về cái câu chuyện của bản thân mình ạ. Khi mà chưa kinh doanh Dạ Thảo Linh thì em là một chủ quán cà phê trà sữa và trước mặt các anh các chị là cái tiệm của em. Cái nơi này thì thực ra là em có nhiều tiệm lắm nhưng mà đến bây giờ thì em còn giữ địa điểm này là duy nhất. Đây là cái nơi mà em đã từng thuê cái miếng đất, sau đó em xây đến cái cửa tiệm. Cửa tiệm của em thì khá là đông khách ạ. Em xin phép được chia sẻ sơ qua câu chuyện của em để anh chị nào mà có cùng cái cảnh ngộ đang là chủ quán thì cũng có thể là ra quyết định mạnh mẽ giống như em ạ. Thì cửa tiệm của em thì nó khá là đông khách. Và trong cái thời gian em làm chủ quán ấy, thì em cũng có làm thêm một số cái công việc là em đào tạo pha chế và cũng có chia sẻ là cái cách bán hàng cho các cái bạn chủ quán khác nữa. Nhưng mà dịch nó ập đến thì mọi thứ nó đã khiến em phải thay đổi. Khi mà dịch ập đến thì em mới bắt đầu nhận ra rằng là mọi thứ trở nên khó khăn hơn với em rất là nhiều. Thực sự là do gia đình em thì toàn là kinh doanh cho cái kiểu tự phát. Kinh doanh ngoài chợ rồi ưng thì đi bán hàng thôi. Còn chỉ có một mình em là em ở trong miền Nam. Gia đình em là 5 anh chị em nhưng mà hiện tại là tất cả đều đang ở quê hết, quê ở Thanh Hóa và có một mình em trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Trong này nhiều khi thì mình cũng gặp những cái khó khăn nhưng mà để mà kêu thì cũng không dám kêu đâu, tại vì mình ở trong này rất là xa mà mình khó khăn gì mình mà gọi lên thì cả nhà sẽ rất là lo lắng. Thì em mới bắt đầu bước vào một cái hành trình em học tập để mà thay đổi bản thân. Thì em xin phép chia sẻ sơ qua thôi ạ. Và gần đây nhất thì em đang học một lớp học do thầy Lê Viết Hợp đào tạo. Và trong này thì em được gặp bạn Ma Thị Chú như em đã chia sẻ. Thì một lần nữa em gửi lời biết ơn tới bạn Ma Thị Chú là người đã giúp em biết tới cái sản phẩm này, là người đã rất là nhiều lần cứ kêu chị Thúy ơi chị dùng cái này đi tốt lắm, nó rất là tốt cho công việc của chị. Tại vì em thì em nói rất là nhiều. Sau khi mà em dùng cái sản phẩm này á, thì sau khi mà em dùng cái sản phẩm này thì cái mà em nhận ra được đó là lần đầu tiên em dùng là dùng răng miệng. Thì em thấy cái miệng của em, trời em tánh một cảm giác rất là sướng luôn cả nhà. Đó lại cho một cái cảm giác cái khoang miệng của mình rất là sạch. Và em nói nhiều á, nó cũng hỗ trợ cho cái cổ họng của em nữa. Thành ra là em rất là thích cái sản phẩm này. Thì em bắt đầu là em tìm hiểu thêm là kinh doanh như thế nào. Vì khi mà cái quá trình mà em đi học tập á, thì em nhận ra được một điều đó là cái người mạnh nhất, cái người to nhất chưa chắc đã là người sống sót. Mà cái người sống sót được phải là người linh hoạt nhất. Em cũng, cái hành trình em đi học á, thì em tìm rất là nhiều thứ. Em rất là muốn, rất là khao khát tìm được một cái gì đó để mà bứt phá công việc kinh doanh của mình lên. Bởi vì dịch cũng đã là 2 năm nay rồi chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Em cũng thử sức lắt rất là nhiều những cái công việc. Thì ngày hôm nay cái chủ đề mà em chia sẻ tới là thực tế là em muốn được truyền cảm hứng tới cho những anh chị đang kinh doanh truyền thống, tới những bạn đang làm chủ quán cà phê này, trà sữa này, tiệm nail này, tiệm spa này, tiệm tóc này, tóm lại các bạn đang bán rau bán cỏ gì cũng được cả, bạn đang là người mở một cái cửa tiệm đi kinh doanh, thì em rất là mong câu chuyện của em có thể giúp cho các anh chị thấy được một cái tầm nhìn gì đó để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định nó tốt hơn ạ. Khi mà em bắt đầu hành trình em tìm một cái điều gì đó thì em nhận ra được cái điều như vậy này, cái này anh với chị, đó là em phải định vị lại cái công việc kinh doanh của mình. Em làm việc với rất là nhiều các chủ quán thì các bạn luôn luôn mặc định trong đầu á, ô là mới cửa tiệm bán cà phê trà sữa là cứ chăm chăm đi bán cà phê trà sữa không thôi à. Thì em mới, do em có cái lỗi suy nghĩ rằng là mình là người kinh doanh
thì cái gì có thể tạo ra tiền mình sẽ làm, chứ không phải là chúng ta thuê cái địa điểm đó, chúng ta có cái mặt bằng đó, chúng ta chỉ được bán cái loại hàng hóa đó. Thì đây là một cái tư duy nó rất là giới hạn cái những người đang kinh doanh truyền thống như tụi em. Và em nhận ra là mình muốn đưa một cái gì đó vô thì mình lại phải thay đổi. Mà cái nỗ lực này để mà làm cho nó tốt thì thực sự là một cái nỗ lực rất là lớn luôn, phải thay đổi lại toàn bộ cái quy trình hoạt động kinh doanh của em. À, đến bây giờ thì cái thực ra là cửa tiệm của em á, các anh chị thấy hồi nãy đó, em vẫn đang đóng cửa. Đến bây giờ vẫn đang đóng, bởi vì em rất là xui là cái tiệm của em á, là nằm trong cái khu sinh viên, mà sinh viên nó đang đóng cửa. Vậy là đã 7 tháng nay rồi, em không có cái công việc nào mà nó đến từ offline cả. Thì em cũng làm online các anh chị, em cũng làm. Nhưng mà đến khi mà em gặp Dạ Thảo Liên á, là em mới bắt đầu thấy rằng cái con đường này nó thực sự rất là phù hợp cho những người đang kinh doanh truyền thống giống như em ạ. À, và hôm nay thì em xin phép được cung cấp cho các anh các chị một cái công thức về doanh thu. À, em xin phép được chia sẻ cái công thức doanh thu để cho các anh các chị đang kinh doanh truyền thống giống như em có thể nhận ra và làm sao để gia tăng được cái thu nhập. Thì các bạn nào mà chưa biết thì có thể ghi lại, đó là doanh thu các bạn là sẽ bằng số lượng khách nhân với giá trị đơn hàng nhân với số lần khách quay lại. À, trong suốt cái quá trình 7 năm kinh doanh truyền thống của em thì do em cũng có là cái người mà đào tạo pha chế và gặp gỡ rất là nhiều các anh chị chủ quán, thì em nhận ra, đây là điều em nhận ra thôi ạ. Chủ quán là ai? Những người mà em đã từng gặp là ai? Chủ quán là những người rất là siêng năng ạ. Những anh chị đang kinh doanh truyền thống nhé, rất là siêng năng luôn. Chịu khổ thì cực giỏi. Làm việc quần quật từ sáng tới tối. Bởi vì các anh chị chủ quán giống như em này, khi em mà khởi nghiệp á, là em làm là từ 5 giờ sáng đến 10, 11 giờ đêm là cũng có nha. Và em gặp rất là nhiều tình trạng vẫn đang còn giống như vậy nữa. Mà đặc biệt làm thì nhiều nhưng lại không có nhiều tiền. Đây là sự thật luôn. À, và thường bị giới hạn cái tầm nhìn ở trong cái cửa tiệm bởi vì quá bận. Các chủ quán kinh doanh truyền thống rất là bận, cứ làm từ sáng đến tối trong cái cửa tiệm, mà bước ra ngoài cái cửa tiệm thì lại rất ít người có thể là vận hành nó một cách tự động được. Đây là cái số rất là ít có thể vận hành nó tự động được, dẫn tới là bị giới hạn cái tầm nhìn trong cái cửa tiệm. Ngoài ra thì em thấy các chủ quán á, cực kỳ thấy ít các cái cơ hội bên ngoài. Em phải dùng từ là thấy cực kỳ ít luôn các cơ hội bên ngoài bởi vì rất là bận. Thêm một cái yếu tố nữa là ít dám thay đổi lắm. Và các chủ quán thì mang trong người rất là nhiều những cái nỗi sợ. Thì những cái điều em nhìn thấy này á, là nó cũng giống em cái thời gian em mới khởi nghiệp. Khoảng là một năm đầu tiên em khởi nghiệp là em mang trong mình toàn bộ những cái nỗi sợ này. Và em thấy rằng những anh chị kinh doanh truyền thống á, nếu như ai đó mà mình thấy rằng mình đang rơi vào cái trường hợp này thì mình hãy nghĩ tới một cái việc đó là điều hướng cái công việc kinh doanh của mình được không ạ? Có một cái thực tế xảy ra, đó là khi mà dịch nó ập đến thì điều gì đã xảy ra? Em biết rằng tất cả mọi người đều ảnh hưởng chứ không riêng gì một mình tụi em cả. Nhưng mà những người đang kinh doanh truyền thống, những người đã bỏ ra như em là đã bỏ ra gần 1 tỷ cho cái cửa tiệm đó. Tính tới bây giờ là gần 1 tỷ. Và em hay nói đùa với chồng em là chồng ơi, bây giờ nhà mình có 1 tỷ mà nó đang nằm bất động. Đấy, bỏ đi thì thực sự là em cũng, tại nó như đứa con của mình, em có rất là nhiều cửa tiệm em bỏ hết rồi. Bây giờ em giữ một mình cái đó thôi, tại vì thực ra là vẫn đang còn lưu luyến. À, nhưng mà do chủ mặt bằng là cho em là chưa đóng tiền mặt bằng nhé cả nhà. Nếu như anh chị nào mà đang kinh doanh đấy mà chủ nhà bắt đóng tiền mặt bằng trong khi mà đang đóng cửa nhé, em khuyên là bỏ luôn đi ạ. Đấy, thì cái thực tế nó xảy ra đó là cái thị trường bị thu nhỏ, cực kỳ là hẹp luôn. Khi mà dịch xảy ra, cạnh tranh thì vô cùng nhiều, người thất nghiệp thì nhiều vô kể luôn. Còn rất là nhiều những cái khó khăn nữa mà những người đang kinh doanh đều phải gặp phải, đặc biệt là những người đang kinh doanh truyền thống. Bởi vì xưa giờ là chúng ta mở một cái cửa tiệm ra và chúng ta đón khách tới. Bây giờ nhà nước không cho hoạt động, bị giới hạn số lượng người, thậm chí là khách chúng ta đã bỏ đi nơi khác rồi. Vậy thì chúng ta làm sao để mà có doanh thu, làm sao để mà có thể chúng ta có thể sống được? Thì đối với những người giống như em này, cái cửa tiệm đóng hoàn toàn, em phải ngay lập tức chuyển đổi lên kinh doanh online. Đúng không ạ? Đối với những người giống như em này, em đang đóng cửa này, là em ngay lập tức chuyển đổi công việc kinh doanh lên online. Đến bây giờ là thu nhập của em 100% là từ online hết, không còn offline nữa. Và những anh chị mà bây giờ rất là may mắn, có những anh chị là mặt bằng nhà này, vẫn còn lay lắt, vẫn đang có cái cửa tiệm, vẫn đang còn lưu luyến một phần, thì chúng ta cần làm gì ạ? Đúng không ạ? Vậy em xin phép quay lại này, cái công thức tăng doanh thu này cả nhà. Em cũng không dám đưa ra cái lời khuyên là các bạn nên giữ hay nên bỏ, là tự mình quyết định. Nhưng mà chúng ta phải nhớ thật kỹ, doanh thu nó sẽ bằng số lượng khách
nhân với giá trị đơn hàng, nhân với số lần khách quay lại. Chỉ cần nhớ cái điều này thôi là chúng ta sẽ có định hướng. Vậy làm sao để tăng được doanh thu ạ? Để tăng được doanh thu thì chúng ta cần phải tăng được một trong ba biến này hoặc là tăng cả ba lên, đúng không ạ? Các anh chị mà đang nghe em nói rõ nha, cho em xin phím số 1 đi ạ. Để em xin phép được phân tích kỹ hơn chút xíu vào cái phần công thức doanh thu này ạ. Dạ, em cảm ơn cả nhà. Rồi. Thực ra là chúng ta đi bán hàng, ai cũng biết rằng sẽ cứ đi bán là sẽ có tiền, đúng không ạ? Ai cũng biết cả. Nhưng có một cái bí mật. Bí mật này thì em Thúy đọc trong cuốn sách, đó là bí mật .com. Ai mà chưa đọc thì có thể mua được không ạ? Tại vì nó rất là hay. Và hôm nay thì em cũng chỉ xin phép là phân tích một cái phần nhỏ những cái hiểu biết của mình trong cái điều này thôi, và nó áp dụng cái công thức tăng doanh thu này để mà chia sẻ lại cho cả nhà của mình ạ. Và em nhận ra cái người đang kinh doanh á, làm sao để tăng doanh thu thì chỉ cần là có một cái tư duy mới thôi ạ. Và cái thứ hai nữa là xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh. Em nói rằng là xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh nó rất là khác với cái việc chúng ta đang bán trà sữa, chúng ta chỉ bán trà sữa. Chúng ta đang bán rau, chỉ bán rau. Chúng ta đang làm tóc thì chỉ bán những thứ lung tung liên quan đến tóc thôi. Thực ra đó cũng là một điều rất là tuyệt vời. Đó cũng là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi dịch xảy ra, do thị trường bị thu nhỏ, khách bị giới hạn lại, người ta không có tiền thì rất là nhiều, cạnh tranh thì lại rất là nhiều. Vậy chúng ta sẽ thấy nhé. Các bạn có thể thấy được không ạ? Để mà tăng số lượng khách lên, em cho rằng là nó khó. Nó vẫn có thể tăng khách lên nhá, chứ không phải là không đâu ạ, nhưng nó khó. Và em thấy trong ba cái biến này á, thì cái biến số 2 là cái biến dễ nhất. Cái biến số 2 đó là cái giá trị đơn hàng đó ạ. Giá trị đơn hàng là cái biến tăng cực kỳ dễ luôn. Đấy, em lấy ví dụ như em là người bán trà sữa này. Bây giờ nhá, kể cả em đã đóng cửa rồi, nhưng em đã hoạt động 7 năm mà em vẫn có data của khách phải không ạ? Các anh chị ơi, ai mà đang bán hàng truyền thống này, ghi cho em một công thức nhá. Khách sẽ bằng tên cộng với số điện thoại cộng với các thông tin khác, được không ạ? Hoặc là với Zalo, hoặc là có Facebook, hoặc là có tất cả. Các anh các chị đăng ký truyền thống ghi lại giúp em nhé. Khách sẽ bằng tên cộng số điện thoại, tệ nhất là phải có hai cái thứ này, được không ạ? Đấy, vậy thì các bạn thấy này, thực ra thì chúng ta vẫn đang còn khách, đúng không ạ? Chúng ta vẫn đang còn khách, chỉ là họ đã ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi. Nếu như ai đó trước dịch mà chúng ta kinh doanh, chúng ta không biết được rằng phải giữ lại thông tin của khách, thì đây là một cái sai lầm rất là lớn. Nhưng không sao cả, khi mà các bạn nghe được một ai đã nói điều này, và hôm nay mà lỡ mà vô tình lại cũng nghe được em Thúy nói điều này, thì có thể là nhớ trong đầu rằng là khách nó phải bằng tên cộng số điện thoại cộng với các thông tin khác. Thì cái thứ gì mà phục vụ được cho cái việc bạn liên lạc lại được với khách là bạn phải giữ lại, đúng không ạ? Tại vì Thúy cũng từng mắc cái sai lầm đó là Thúy bán mà một hồi xong Thúy không thấy khách đâu cả, thì rất là may mắn Thúy đã nhận ra được là phải giữ lại thông tin của khách rồi. Thì bây giờ nhá, khi chúng ta đã có một tệp khách nhất định, kể cả là khách ở đâu đi chăng nữa, thì các bạn thấy này, nếu như chúng ta mà bây giờ phải lên online rồi, đúng không ạ? Bây giờ mà bán hàng không bán online thì chắc chắn không có cái gì để nhai cả, chắc chắn là vậy luôn. Khi mà các bạn đang còn một cái data khách trong tay này, thì việc bạn bán thêm một cái sản phẩm gì đó nó cực kỳ dễ, đúng không ạ? Và kể cả những bạn đang có cái cửa tiệm giống như một số bạn mà Thúy biết này, thì các bạn chỉ cần bỏ thêm một sản phẩm gì đó vô thôi là bạn đã gia tăng được doanh thu một cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Và em thấy rằng để mà giải quyết bài toán doanh thu thì chỉ cần giải quyết một cái hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh, được không ạ? Và một cái hệ sinh thái sản phẩm như thế nào là hoàn chỉnh, thì em Thúy xin phép được chia sẻ cái hiểu biết của mình một chút xíu. Cái thứ nhất nha các bạn, là chúng ta phải có một cái sản phẩm phiểu. Thực ra là có càng nhiều sản phẩm phiểu thì càng tốt, đúng không ạ? Về sản phẩm phiểu là sản phẩm gì? Thì các bạn phải tưởng tượng nhé, chúng ta đi bán hàng nhé. Chúng ta đi bán hàng á, thì chúng ta rất là muốn bán được nhiều hàng, đúng không ạ? Chúng ta rất là muốn bán được nhiều hàng. Nhưng cái vấn đề là làm sao để những người muốn mua hàng tới chỗ của bạn trước, thì đây là vấn đề đầu tiên bạn cần phải giải quyết, đúng không ạ? Vậy thì để hút người ta đến với mình, thì bạn cứ tưởng tượng như thế là bạn đi câu cá vậy đó. Bạn muốn câu được cá là nhất định bạn phải có mồi câu. Cái mồi câu này thì bạn không thể nào bạn bắt con cá tự đi kiếm cho bạn được, đúng không ạ? Mà bạn phải đi kiếm cái mồi câu bạn thả cho con cá đó, đúng không ạ? Vậy thì bạn phải có những cái sản phẩm phễu, bạn có càng nhiều thì càng tốt. Cái sản phẩm phễu này thì thường nó không tạo ra lợi nhuận đâu ạ.
Thậm chí bạn phải chi tiền luôn. Em có thể gọi đó là tiền marketing để cho nó dễ hiểu. Để nó hút khách hàng tiềm năng về phía mình, được không ạ? Vậy thì chúng ta đi câu nhé. Cái mồi câu nó phải chất lượng. Cái mồi câu lại phải thay đổi liên tục. Bởi vì con người thay đổi liên tục mà, được không ạ? Và ngày hôm qua thì em có nghe thầy Hợp là thầy của em nói một câu rất là hay, và hôm nay em xin phép được biết lên. Đó là cái mồi câu tốt nhất đó là chính bạn, được không ạ? Vậy thì chúng ta nên làm cái mồi câu như thế nào đây? Thì các bạn lại phải biết rõ khách của bạn là ai trước đã. Bán cái gì đi chăng nữa, bạn muốn phục vụ một đối tượng nào đi chăng nữa, thì đều phải biết rõ khách của mình là ai trước, trước khi mà mình đi bán. Bây giờ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, rất là đời thực thôi. Chúng ta đi câu cá chẳng hạn. Đi câu một con cá lia thia đó các bạn, thì chắc chắn là phải câu ở trên bề mặt nước rồi. Và cái mồi con cá lia thia nó sẽ khác. Bạn đi câu một con cá lóc đi, thì cái mồi con cá lóc nó ăn nó sẽ khác. Bạn câu một con cá chấm ở dưới đáy hồ đi, cái mồi ăn nó sẽ khác, được không ạ? Và cái chỗ bạn đặt mồi câu nó cũng khác nhau luôn, đúng không ạ? Bạn không thể là bạn câu con cá lóc mà bạn đặt cái mồi câu ở giữa cái tầng mặt nước được, vì con cá lóc nó nằm trong hốc đá mà. Đấy, thì em xin phép là các bạn phải nhớ thật là kỹ cái điều này. Vì nếu như không có hệ thống sản phẩm phễu thì thực sự rất là khó hút khách hàng tiềm năng. Nhưng nhá, nhưng em xin chúc mừng tất cả những bạn đang bán cà phê trà sữa giống như em này. Em chưa thấy cái nghề nào mà hút khách hàng tiềm năng lại dễ như vậy. Em nói thật luôn, tụi em có bán, những người bán cà phê trà sữa này bán ế đi chăng nữa, một ngày bạn vẫn bán được vài chục ly. Em nói thật luôn. Mà để làm, để kiếm được tiền từ vài chục người khách, đó là chuyện rất là có khả năng nha các bạn. Đến với Dạ Thảo Linh là Thúy thấy công thức, là em Thúy thấy công thức, được không ạ? Đấy, thì trước tiên là chúc mừng những bạn đang bán cà phê trà sữa giống như em Thúy, là chúng ta có một cái hệ thống mồi câu cực kỳ tuyệt vời luôn. Chúng ta làm được rất là nhiều thứ, được không ạ? Kể cả những bạn đang bán rau này, các bạn cũng rất là dễ để bán nhé, nếu bạn nhìn ra được rằng mình cần một cái hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh, được không ạ? Và cái tầng sản phẩm số 2 đó là cái sản phẩm chuyển đổi. Sản phẩm chuyển đổi này thì đừng có đắt quá, được không ạ? Sản phẩm chuyển đổi này thì đừng có đắt quá. Để nó tạo thói quen mua sắm cho khách hàng đã, tức là để khách hàng trả tiền cho bạn đã. Bây giờ bạn muốn bán một cái combo bao gồm đủ thứ đi, là 500 ngàn, 700 ngàn, 1 triệu đi. Đấy, thì phải có những cái sản phẩm như răng miệng nhỏ là 125 ngàn chẳng hạn. Em lấy ví dụ là vậy. Thì chúng ta phải có một cái sản phẩm chuyển đổi để mà tạo thói quen cho khách hàng chi trả tiền cho chúng ta trước đã, được không ạ? Sau đó là chúng ta mới đi bán cái sản phẩm chủ lực. Sản phẩm chủ lực thì thực ra là khi mà Thúy bán ấy, là bắt đầu Thúy thấy này, cà phê trà sữa là phễu, được không ạ? Trong cà phê trà sữa Thúy lại tạo ra những cái phễu tiếp tục, như thế là topping có 1.000 thôi, đó là phễu trong phễu, được không ạ? Thúy hút khách hàng vô mua hàng, hút khách hàng vào mua hàng, khách hàng vô á, sản phẩm chuyển đổi của Thúy là trà sữa luôn. Đấy, và cái sản phẩm chủ lực Thúy có thể bán thêm những sản phẩm mà bây giờ Thúy đang bỏ vô trực tiếp luôn, đó là những sản phẩm của Dạ Thảo Liên. Tại sao ạ? Những cái sản phẩm của Dạ Thảo Liên, của Sếp Sâm làm ra thì em thấy rất là tuyệt vời. Nó phục vụ cái nhu cầu của con người mà ai cũng có cái nhu cầu này cả. Một cái sản phẩm rất là dễ dàng tiếp cận mọi người, một cái sản phẩm nó cực kỳ nhanh gọn luôn, một cái sản phẩm có thể trưng bày, một cái sản phẩm không cần bảo quản lạnh, một sản phẩm không cần phải nấu nướng chế biến, không cần cái gì cả. Thì em chọn luôn sản phẩm của Dạ Thảo Linh là sản phẩm chủ lực. Và cái sản phẩm chủ lực này nhá, nó sẽ tạo ra tiền cho em. Chứ còn bán cà phê trà sữa thì thực ra không cần nhiều tiền, em nói thật luôn. Không lời cũng được. Bởi vì cái tư duy của em Thúy nha các bạn, đó là chúng ta là người kinh doanh, chúng ta thuê cái mặt bằng đó, chúng ta kiếm tiền. Vậy thì tiền đến từ cái gì kệ nó, miễn là có tiền là được rồi. Đây là tư duy của Thúy. Đấy, tư duy của em Thúy là như vậy. Và khi mà em bán sản phẩm chủ lực xong thì em sẽ đi bán những cái sản phẩm cuối phễu. Sản phẩm cuối phễu này sẽ tạo ra rất là nhiều tiền, mà chỉ có khoảng 20% khách hàng chi trả thôi, thường là vậy ạ. Vậy thì đến với Dạ Thảo Linh, em cũng thấy luôn cái sản phẩm cuối phễu rất là tuyệt vời. Đó là cái sản phẩm mà nó nhân bản được, đó chính là những cái đại lý. Một sản phẩm cuối phễu mà em thấy rất là tuyệt vời, có thể giúp được rất là nhiều người. Không những giúp được em, giúp được em, mà em còn giúp được rất là nhiều người khác nữa. Em cảm thấy rằng bất kỳ ai đang làm chủ quán giống như em, bất kỳ ai mà đang đi bán rau, bán cỏ, bán nail, làm tóc gì đó, mà chỉ cần đưa cái sản phẩm này vào thôi là bạn thấy rằng thu nhập của mình thay đổi ngay lập tức. Nó rất là dễ dàng. Đấy, nó rất là dễ dàng luôn. Đây. À, đối với những bạn mà đang kinh doanh nhé, đang kinh doanh truyền thống giống như em Thúy, thì em Thúy thấy như vậy này. Dịch nó đã xảy ra rất là lâu rồi, bây giờ nó kéo rất là dài. Mà để khi nào nó hết thì chỉ có Chúa mới biết được các bạn.
Chỉ có Chúa mới biết được. Em Thúy không thể nào mà biết được bao giờ cho hết hết dịch. Không thể nào mà biết được. Thì cái điều mình cần làm đó là phải xác định lại được cái thị trường của mình, xác định lấy khách. Phải xem bây giờ thực ra là họ đang ở đâu. Chắc gì họ còn ở cái chỗ cũ đâu nữa. Đấy, phải tìm hiểu lại xem bây giờ này, cái sở thích mới của họ là gì này, cái thói quen mới của họ là gì này, cái hành vi của họ là gì. Ví dụ như em Thúy đi, trong cái mùa dịch này nè, hành vi em Thúy thay đổi toàn bộ rồi. Không còn mua hàng trực tiếp nữa, bây giờ cái gì cũng lên online mua cả, không có muốn đi ra ngoài đường luôn. 7 tháng ở trong nhà là 7 tháng ở trong nhà, chỉ lâu lâu mới ra ngoài đường thôi. Thì đó là chúng ta lại phải một lần nữa thấu hiểu lại khách hàng. Và thực ra là cái công việc thấu hiểu khách hàng này là phải làm liên tục. Bởi vì khách hàng thay đổi rất là nhanh. Khi mà bên ngoài nó thay đổi, khách hàng đã thay đổi. Và thậm chí là khách hàng thay đổi để cho bên ngoài nó thay đổi theo. Thì tất cả những người đang bán hàng đều phải hiểu một điều rằng là cái việc mà thấu hiểu khách hàng là cái điều phải thay đổi và phải làm liên tục. Và một cái điều nữa mà em Thúy thấy được đó là trong kinh doanh buôn bán, những cái mà em Thúy đã làm trước kia có thể mang lại cho em Thúy mỗi tháng là 100 triệu chẳng hạn doanh thu. Bây giờ cứ làm cái đó nó không có 100 triệu nữa, nó còn 2 triệu thậm chí là âm tiền luôn. Thực sự là vậy luôn. Không thể nào mà ngồi chờ nó quay lại giống như trước kia được nữa. Vậy thì chúng ta phải làm sao ạ? Những người đang kinh doanh phải ở trong cái tư thế là sẵn sàng bắn và điều chỉnh liên tục. Đó là gì ạ? Tức là phải ở trong cái tư thế là hành động liên tục, thay đổi liên tục, linh hoạt liên tục và điều chỉnh liên tục. Thực ra chưa hẳn là bạn hành động là bạn đã có kết quả liền. Nhưng mà bạn không hành động thì không bao giờ biết được là cái kết quả nó là gì cả. Đó, không thể nào mà biết được cái kết quả nó là gì cả. Và khi mà em Thúy bắt đầu xác định lại thị trường, xác định lại khách, xác định lại cái nỗi đau của khách hàng là gì, tức là mình học thấu hiểu lại khách hàng á, và bắn điều chỉnh liên tục. Thực ra là em đến với Dạ Thảo Liên tới nay là được 2 tháng chứ chưa có được lâu đâu ạ. Trong vòng 7 tháng đó em đã làm cũng nhiều thứ khác nhau lắm rồi. Trong vòng 7 tháng đó là em Thúy cũng làm online liên tục rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà khi đến với Dạ Thảo Liên, khi mà em đưa Dạ Thảo Liên vào cái hệ sinh thái sản phẩm của mình, thì em thấy rằng doanh thu nó biến đổi ngay lập tức. Thực sự là vậy luôn. Đối với những bạn nào á, mà đang kinh doanh, mà đang phải đóng cửa này, thì các bạn không thể nào mà chờ chết được. Bạn phải làm liền đấy thôi. Còn những bạn đang có cái cửa tiệm đấy thì bạn mạnh mẽ lên, bạn đưa một vài sản phẩm vào, bạn thấy doanh thu ngay lập tức. Và sau 2 tháng kinh doanh của em Thúy thì lần đầu tiên là em Thúy nhập 5 sản phẩm là từ bạn Ma Thị Chú. Sau đó là em Thúy đã quyết định lên làm đại lý luôn. Và đến bây giờ là sau 2 tháng thì em Thúy đã chính thức trở thành nhà phân phối. Và hiện tại em cũng đang đồng hành và hỗ trợ được 30 bạn chủ quán khác. Có một điều mà em thực sự rất là biết ơn cái sản phẩm này. Nó không những mà giúp cho em đang thay đổi này, không những là giúp thu nhập em thay đổi, mà còn những cái bạn mà em đang giúp đỡ đấy, thực sự thay đổi luôn. Từ cái ngày mà em giúp các bạn chủ quán đưa thêm một sản phẩm mới vào nữa, ngày nào các bạn cũng nhắn tin cho em là ra đơn cả. Và thực sự cái cảm giác nó rất là hạnh phúc luôn. Cái cảm giác mà mình giúp được một ai đó nó rất là hạnh phúc luôn. Mà bây giờ em đang đồng hành với 30 bạn nữa. Và cái mục tiêu trước Tết của em là sẽ đồng hành và giúp đỡ được 100 bạn biết tới cái sản phẩm Dạ Thảo Liên, để mà có thể gia tăng thu nhập. Và cái mục tiêu cho năm 2022 của em là em muốn là mình sẽ đồng hành và giúp đỡ với 500 bạn và sẽ cam kết làm cái điều này. Em thì chia sẻ không có dài lắm đâu ạ, nhưng mà trước khi mà kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em xin được tặng các bạn một cái câu nói mà em rất là thích. Đó là chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải là những điều mà chúng ta sợ. Có rất là nhiều người muốn rất là nhiều thứ. Bệnh của con người là bệnh muốn, kể cả em Thúy cũng muốn rất là nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta lại thường để cái nỗi sợ nó lơ lửng trước mặt như vậy nè. Sợ rất là nhiều thứ, sợ không có tiền, sợ không có thời gian, sợ không làm được, sợ con nhỏ, sợ bố mẹ, sợ người ta cản, sợ đủ thứ loại sợ luôn. Thì những cái thứ này mà bạn để ở phía trước á, thì bạn không bao giờ bạn dám đi lên đâu. Nhưng nếu như bạn chỉ cần đặt cái nỗi sợ này ra phía sau thôi, chắc chắn là bạn sẽ có động lực. Thế đây là một cái câu nói mà em rất là thích của Brian Tracy. Đó là hãy tập trung toàn bộ lý trí của chúng ta vào những điều mà chúng ta muốn. Thì cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Bởi vì khi mà đến với Dạ Thảo Liên, khi mà em Thúy cũng target là tháng này này sẽ lên nhà phân phối thì cũng đã đạt được. Mà thực ra luôn em chia sẻ nha, là em mới khỏi Covid xong. Tức là một tháng có 30 ngày thôi. Mà em Thúy mất 16 ngày ở nhà dưỡng thương Covid rồi.
Đây là sự thật luôn. Nhưng mà em cảm thấy mình làm được cái điều này chính là vì mình đặt mục tiêu, mình chọn nó và mình cam kết mình sẽ thực hiện nó. Là em thưa chị xin phép chia sẻ bấy nhiêu thôi và em sẽ nhường lời lại cho những anh chị khác ạ. Các anh các chị trong cái bài chia sẻ của em Thúy đó, có cái gì mà cả nhà không hiểu này, hoặc là muốn em hỏi thêm, không muốn hỏi em Thúy thêm cái điều gì thì cứ có thể là đặt cái câu hỏi em Thúy sẽ trả lời ạ. Rồi, cảm ơn Thúy, một bài thuyết trình vô cùng là thu hút và dễ hiểu. Bây giờ Sâm sẽ bật mic lên cho mọi người nha. Ai hỏi bạn Thúy cái gì thì các bạn bật mic lên nha. Rồi, ok. Dạ, em chào sếp, chào chị. Em cũng cùng quê với chị, em nghe chị chia sẻ em thấy có động lực. Và em muốn hỏi chị một câu là mình muốn những cái quán trà sữa ở đấy làm bán hàng giống như mình đó, thì mình thuyết phục người ta làm sao để cho người ta đồng ý vậy chị? Dạ, có mặc áo không con? Dạ thôi. À, tức là bạn... trước tiên là cảm ơn câu hỏi của bạn lại đồng hương với mình nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Cái câu hỏi của bạn là làm sao để thuyết phục được người ta đi bán hàng chung với mình phải không ạ? Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Vâng. Thì cái này là trước tiên là để mà bạn thuyết phục được một ai đó làm việc chung với bạn á, thì trước tiên là bạn phải làm được cái gì đó trước đã. Thực ra là để làm được một cái điều gì đó nó không quá khó đâu ạ. Em kể cho các bạn nghe một câu chuyện này, em đọc trong cuốn sách em thấy rất là hay nhá. Đó là có một tên tội phạm, anh này á đã đi vô một cái trường đại học và anh đã làm giảng viên tới tận một học kỳ luôn, nhưng mà không một ai phát hiện ra cả. Cái khi mà cơ quan nhà nước, công an bắt được ổng thì mới hỏi rằng là bằng cách nào mà anh có thể làm giảng viên trong khi không có kiến thức gì hết vậy? Thì anh đã bảo rằng là tất cả những gì anh đã làm đó là đọc trước sinh viên một chương sách đấy. Thì làm sao để mà người khác đi với bạn làm theo những gì mà bạn nói, thì thực sự là bạn có sẵn sàng giúp đỡ họ hay không, và bạn có sẵn sàng chia sẻ lại những cái gì mà bạn đã biết hay không? Những cái mà bạn đã biết bạn nghĩ nó là đơn giản, nhưng mà thực ra với rất là nhiều người đó chính là những thứ rất là mới mẻ. Em lấy ví dụ như thế là hồi nãy mất là sếp Sâm đã hướng dẫn rất là nhiều anh chị chúng ta trong này là đổi cái tên thôi, nhưng em thấy rằng có rất là nhiều anh chị vẫn chưa làm được. Đã có nhiều anh chị làm được rồi thì đó chính là một cái kiến thức đầu tiên chúng ta học được trong ngày hôm nay, là đổi cái tên đấy. Vậy thì để làm sao mà người khác làm theo những gì mà làm sao để người khác đi theo bạn ấy, thì chỉ cần là một cái tâm thế là cho đi và sẵn sàng giúp đỡ họ những cái gì bạn biết thôi, không cần bạn giỏi, chỉ là giúp những cái gì mà chúng ta biết thôi ạ. Đấy, không biết là đấy, thì đó là cái bí kíp của em thôi ạ. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, ok, chị có thể chia sẻ cái phần này để giúp hệ thống có thể tuyển được những cái chủ cửa hàng, bởi vì mọi người sẽ thấy rằng là tầm này kinh doanh offline, đúng là nếu không lên online thì lấy gì mà nhai. Thì cái cách nhanh nhất để đưa họ lên online, ai cũng có nỗi đau, đặc biệt là những chủ cửa hàng, những cửa hàng quần áo này, cửa hàng cà phê, cửa hàng cắt tóc, thậm chí các spa, những cửa hàng mang tính chất dịch vụ ăn uống đều bị ảnh hưởng nhiều nhất. Kể cả khi mọi người phải hiểu là kể cả khi xã hội trở về bình thường mới, thế nên là cái việc mà chủ các quán trà sữa như bạn này này thì tiền thuê cửa hàng, tiền thuê nhân viên, tiền đổ ra rất là nhiều, bởi vì nó khác với kinh doanh online của chúng ta. Kinh doanh online của chúng ta thì chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thế thôi, nhà của chúng ta biến thành một cái kho. Thậm chí là có những bạn ngồi thì thường thường quay lưng vào tường để live stream, có thể biến một cái giá sách của các con bày hàng lên đấy, ngồi quay lưng lại, chúng ta cũng có thể biến thành một cái sân khấu của chúng ta rồi. Thì cái đầu tư của thằng online nó rất là thấp, nhưng cái đầu tư của thằng offline nó cực kỳ nhiều. Cái thứ nhất là ít nhất bạn phải có 1 đến 200 triệu để mua máy này, mua nguyên liệu này, mua bàn ghế này, thuê cửa hàng này. Và cái số tiền đấy là cái số tiền mình bỏ ra đồng nghĩa với việc mình vứt đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn dừng lại thì những cái đấy chỉ đem bán đồng nát thôi. Và đấy là một cái nỗi đau của tất cả các chủ quán. Thì cái việc ấy, để mà bạn thu hút được, bao giờ nó cũng có các hiệp hội. Ví dụ như Hiệp hội Trà sữa Việt Nam, hội những người yêu trà sữa, hội những người mở quán trà sữa. Thì cái việc của chúng ta đó là đăng status,
đăng những cái status để cào vào đúng nỗi đau của người ta. Ví dụ như này, mình đăng một cái status lên chụp ảnh một cái quán trà sữa của mình. Có bạn nào là chủ quán trà sữa mà chung hoàn cảnh với mình, chung cảnh ngộ với mình không? Bỏ thì thương, vương thì tội. Tiếp tục thuê thì như xé thịt ra. Không thuê thì những cái đồ này bán đồng nát, không có ai mua. Thì lập tức là sẽ có một loạt chủ quán trà sữa hoặc những người mà đồng cảnh ngộ với cái chủ quán trà sữa đấy. Họ có thể là cửa hàng cắt tóc, họ có thể là cửa hàng cà phê, họ có thể là cửa hàng trà chanh chém gió, chung nó chung nỗi đau hết. Họ sẽ comment vào cái bài đấy bởi vì nó chạm đúng nỗi đau của họ luôn. Và việc của chúng ta là kết bạn với những người đó. Ngày mai chúng ta lại đăng một cái status lên bởi vì cái Facebook của bạn nó phản ánh đúng cái số bạn và cái nỗi đau mà bạn đăng lên. Thì sau khi mà mình cho như vậy thì đến một ngày đẹp rời, đúng không? Khoảng một tuần sau đi, mình đăng tiếp một cái status lên là mình đang có công thức thành công tuyệt vời, ra tiền ngay lập tức giúp chủ các quán cà phê, trà sữa, trà chanh chém gió có thu nhập ngay tuần đầu tiên. Thì lập tức đúng nỗi đau của họ chưa? Đấy, mình cho họ join một cái nhóm. Mình cho họ nhau join vào cái nhóm và mình đào tạo họ miễn phí ở trong đấy. Đầu tiên bao giờ mình cũng phải có một cái sự gọi là đồng cảm với họ. Bởi vì thực tế là họ với mình là đang trùng nỗi đau với nhau. Thế thì mình sẽ nói như vậy. Và mình sẽ nói là tớ là người đi học người này này. Tớ thấy nếu mà không lên online thì lấy gì mà nhai. Bây giờ cái cách làm online đơn giản nhất là chúng ta chia sẻ cách pha trà sữa. Chúng ta sẵn sàng phục vụ họ tận nhà. Chúng ta sẵn sàng là giúp đỡ khách hàng vẫn được thưởng thức trà sữa để đã cơn nghiện. Nhưng họ sẽ được thưởng thức tại gia đình của họ. Thì lập tức là chúng ta đã hướng dẫn thêm cho họ một cái phương thức bán hàng mới. Lần đầu trong tuần hoặc trong tháng đầu tiên các bạn chỉ chia sẻ về cách bán trà sữa thôi. Bởi vì thực tế nhé, để cho người ta phải nhìn thấy cái thu nhập đã. Sau đó mình mới hướng dẫn họ sang cái sản phẩm nhà mình. Sang cái sản phẩm nhà mình thì bắt đầu mình mới chia sẻ là mọi người ơi, cái tớ là đang kinh doanh cái sản phẩm này rất là hay. Và vì sao tớ có thể thành công như ngày hôm nay? Thì nhờ có bên này có cái phương pháp bán hàng online rất là tốt. Cộng với việc là họ hướng dẫn, họ cầm tay chỉ việc cho mình luôn. Bạn nào mà muốn kinh doanh thì mình sẽ cầm tay chỉ việc. Sau đó là mình nói về các lợi ích thôi. Là kinh doanh sản phẩm này không cần nhiều vốn. Kinh doanh sản phẩm này thiết thực với mọi người, tập khách hàng rất là rộng. Rất là rộng. Và như thế thì chúng ta sẽ thuyết phục được họ vào kinh doanh cùng với mình rất là dễ. Nên là các bạn chú ý rằng là hãy xây dựng cái trang Facebook của mình và sẵn sàng cho đi những cái kiến thức của mình học được. Chúng ta phải hiểu như này, cuộc đời chúng ta như một cái ly. Nếu chúng ta muốn rót cái nước khác vào thì chúng ta phải đổ cái nước khác đi, đổ cái nước cho có trong đấy đi. Và bình thường chúng ta một cái ly thì sau này chúng ta phải lớn lên một cái xô, một cái thùng, một cái kênh, cái rạch, sau đó chúng ta lên cái sông, cái biển. Mà cái quan trọng nhất đó là cái cách nhanh nhất để bạn có thể giàu là bạn phải giúp được người khác giàu. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Ví dụ như tại sao bạn Thúy hôm nay, bạn Thúy học cái kiến thức này của thầy Lê Viết Hợp, thì các bạn sẽ thấy rằng là bạn ấy học rõ là mất tiền, nhưng ngày hôm nay bạn lên chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Thì đấy là cái cách mà bạn ấy có thể trở lên là giàu có. Rồi, ok, đấy là cái cách mà Sâm sẽ trả lời cái câu hỏi mà vừa xong bạn ấy hỏi bạn Thúy. Rồi, ok, còn ai hỏi câu gì nữa ạ? Thì tự bật mic lên ạ. Các bạn hỏi câu gì, các bạn tự bật mic lên ạ. Sếp Sâm ơi, cho em cũng xin phép chia sẻ thêm cái này nữa. Thực ra là ở trong suốt cái thời gian dịch đấy là em đã mở tới 20 lớp dạy pha chế miễn phí. Tổng cái người mà em dạy miễn phí là trong mùa dịch là khoảng tầm 500 bạn. Em dạy miễn phí không hề thu tiền nhé. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu rất là đơn giản thôi, là em rất những ai muốn pha chế thì pha chế, ai mà yêu quý em thì có thể mua nguyên liệu cho em. Nhưng mà thực ra nhá, em bán nguyên liệu rất là vất vả luôn. Vì nó nặng, nó cồng kềnh, lợi thì không có cao đâu ạ. Nhưng em vẫn bán nhá. Tức là em đã làm cái điều này giống như sếp Sâm nói á, tức là em đã dạy miễn phí rất là nhiều. Và cứ một tuần thì em lại dạy một cái lớp giúp các chủ quán tăng doanh thu miễn phí.
Và khi mà mình đã, cũng rất là may mắn là em làm cái điều này trước khi em biết Dạ Thảo Liên. Thì khi mà em có cái sản phẩm trong tay á, là em liệng vào cái bụp, gần như em chưa quảng cáo một cái gì trên trang cá nhân của em luôn. Em Zalo, Facebook, TikTok, YouTube chưa có một cái gì liên quan đến Dạ Thảo Liên luôn. Nhưng mà em dùng cái nguồn lực có sẵn, đó là những cái người mà mình đã có cái mối quan hệ rất là gần rồi. Bây giờ em đang gọi là em đánh du kích á, tức là những cái người trong những người đi học với mình á, sẽ có người rất là yêu quý mình. Thì mình chỉ cần nói với họ một vài điều thôi. Thực ra gần như em còn không bán lẻ luôn, em chỉ bán sỉ thôi. Ai cũng mua sỉ hết, ai cũng tin rằng là cái sản phẩm này sẽ rất được họ. Bởi vì khi mà nhìn thấy cái bảng giá luôn thì thực sự cái người như em này rất là bất ngờ luôn. Bởi vì sếp Sâm tạo cho tụi em á, một cái quy chế để tụi em có thể là dễ dàng gia tăng thu nhập, thực sự nó rất là dễ với tụi em. Vì tụi em có sẵn cái tệp khách trong tay rồi. Và em cũng thấy đúng như sếp Sâm nói á, khi mà bán hàng á, thì cái bước đầu tiên á, là phải hút khách hàng tiềm năng về nhà mình đã. Thì các bạn thấy thế này, chúng ta đi thuê cái cửa tiệm nhá. Mất tiền thuê, mất tiền cải tạo, mất tiền đầu tư, mất tiền trang trí. Làm gì có cái chuyện mà thuê cái bụp cái là bán được hàng đâu. Vì nếu như mà muốn bán hàng online thì phải biến cái trang cá nhân của mình thành một cái gian hàng giống như vậy. Bạn không được bỏ qua bước nào hết. Giống như lời sếp Sâm nói đấy ạ. Thì em thấy rằng khi mà mình làm như vậy á, là cái độ tin tưởng của mọi người dành cho mình nó cũng cao hơn rất là nhiều. Khi mà bây giờ là ai cũng online cả thì mình phải làm khác đi. Mình phải cho đi liên tục kìa. Cứ phải cho đi, cũng chẳng biết là nó trúng cái gì nhưng cứ cho đi. Em nào em dạy thiết kế miễn phí, rồi dạy video miễn phí, rồi dạy pha trà sữa miễn phí. Nhưng mà em dạy pha trà sữa miễn phí là nhiều nhất. Đấy, thì bằng cái cách đó là đã hút được người vô. Mà các bạn đang làm chủ quán rồi thì bạn biết đầy công thức lên để bạn dạy rồi. Bằng cách đó nhá, bạn tha hồ mà bán Dạ Thảo Liên luôn, vì ai cũng thích cả. Đấy thì là cái chia sẻ của em ạ. Cảm ơn sếp Sâm ạ. Rồi, bây giờ nha, Sâm hỏi một câu. 707 bạn đang ở trong Zoom này. Ai là người mà thích uống trà sữa gần như nghiện? Comment số 1 giúp Sâm. Thấy chưa? Trà sữa nó gây nghiện. Và cái vấn đề là bây giờ các chủ tiệm cà trà sữa mà đóng cửa thì chúng ta sẽ mất đi một cái niềm hạnh phúc của đàn bà. Bởi vì đàn ông họ không uống trà sữa, còn đàn bà chúng ta thì thích uống trà sữa, đúng không? Đấy, rồi, ok. Đấy, cảm ơn. Và Sâm và Sâm cũng phải công nhận là như thế này. Hỏi bạn Thúy Nguyễn nhỉ, bạn có TikTok chưa? TikTok em cũng có 1-2 kênh sếp ạ. Em có dạy pha chế cà trà sữa miễn phí trên đấy không? Thực ra thì em không biết sao, nhưng mà em dạy pha chế trà sữa miễn phí, nhưng mà cái em thích lại là truyền cảm hứng. Thực ra em đi truyền cảm hứng không mà em không dạy pha chế. Không, bây giờ như này nha, em phải hiểu rằng là cái tập trà sữa ấy, cái tập trà sữa và tập thích trà sữa nó gần như chiếm 90% những phụ nữ tuổi từ 15 đến 45 đi. Tập dưới 15, tập dưới 25 thì mình không tính. Họ là sẽ là khách hàng tương lai của mình, nhưng tập từ 25 đến 45 chính là tập khách hàng của mình. Và có một cái điều mà Covid nó sẽ làm thay đổi hành vi của con người. Có nghĩa là rất lâu rồi là từ thế hệ của Sâm là 7X, 8X, mọi thứ đều tự làm hết. Mọi thứ đều tự làm hết và bọn Sâm là được dạy dỗ là phải đảm giỏi việc nước và đảm việc nhà. Nhưng từ thế hệ 2K trở đi thì gọi là thế hệ Z, là cái thế hệ nó rất là sung sướng. Nó sinh ra nó gần như nó đã ở vạch đích rồi. Vạch đích là so với chúng ta đi, đúng không? Nên là mọi thứ là bắt đầu có sẵn. Kho cá thì có sẵn gói kho cá, lấu lẩu thì có gói lấu lẩu. Mọi thứ rất là sẵn sàng. Còn cái dòng như bọn Sâm này này, mọi thứ là phải tự làm. Nó khác hẳn. Và nó sẽ tạo ra một cái thế hệ rất phụ thuộc vào ăn nhanh. Thì thằng Covid này nó ra, nó giúp thay đổi hành vi của con người. Chúng ta không nấu ăn thì chúng ta sẽ không được ăn ngon.
Và như vậy thì ví dụ như cái quán trà sữa bây giờ nhá, là không được hoạt động, thì lập tức là cái nhu cầu uống trà sữa nó vẫn còn, nhưng nó không phải mất đi. Thì lập tức là rất nhiều người đang muốn học cái cách pha chế trà sữa. Nên em chỉ cần làm video dạy cách pha chế trà sữa thôi. Thực ra ấy, pha chế này em có thể giữ được cái bí quyết của em. Chính của em thì tùy em. Còn lại là cách pha chế làm sao cho ngon gần bằng em. Thì em truyền đạt lại. Em truyền đạt lại. Thì chị đảm bảo là lượng xe, lượng ấy sẽ thu hút cực kỳ lớn. Và cái vấn đề ở đây truyền cảm hứng nhé. Truyền cảm hứng ở đây không hẳn là dạy trà sữa là không phải truyền cảm hứng. Bao giờ nó cũng nằm ở một cái phễu và ở trên là những người yêu thích mình. Chỉ có khi người ta yêu thích mình thì người ta mới nghe mình nói. Còn người ta không yêu thích mình thì mình nói rời, nói hay, nói biển, thậm chí là tra thêm đường vào mồm cho nó ngọt. Người ta cũng không nghe. Thế nên là chỉ cần cái TikTok nó sinh ra ấy, là để phân loại những người yêu mình. Khi mà em có thể có tập hợp những người yêu thích trà sữa, sau đó em mới truyền cảm hứng cho những người đấy. Nó vẫn là cái tập khách hàng tiềm năng của mình. Nên là cái này em có thể làm luôn TikTok là cách pha trà sữa, bởi vì không như bọn chị không làm gì biết công thức đâu. Đúng không? Nhá. Thế thì em cứ pha đi và họ chính là khách hàng của em. Xong chuyển đổi dần sang lớp dạy này, xong rồi chuyển đổi dần sang bán. Khi em đã có tập khách hàng thì bán gì cũng được. Ok chưa? Rồi cái đấy làm luôn nhá. Dạ cảm ơn chất Sâm ạ. Thực ra là em cảm thấy là khi em biết dạ Thảo Liên ấy, em thấy rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì em bị khi mà em bán, em vô dạ Thảo Liên ấy, em không những là được kèm cặp, được giúp đỡ, được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình, em còn không phải đắn đo suy nghĩ rằng mình phải bỏ nghề hay là mình giữ nghề nữa. Bởi vì cái nào cũng được cả, bỏ cũng được mà giữ cũng được, vì cỡ nào em cũng thấy được là cái con đường đi của khách. Và em cảm thấy là những cái bạn chủ quán khác mà em đã từng gặp đấy, mình cũng có thể là mình hỗ trợ được họ nữa. Thì em cảm thấy rằng đây là cái niềm mà thực sự nó là một cái thứ gì đó mà em cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Và kể cả bây giờ em cũng đang là em gái của em này, chị dâu của em này, em cũng đang rất rất là muốn kêu các anh các chị để làm chung với mình. Và đến bây giờ là cũng đã nhập hàng về nhà để bán thử rồi. Nhưng em tin rằng là nhất định sẽ thành công. Cũng sẽ có một cái gia đình sau này lên chia sẻ chung với lại Dung. Em rất là thích cái điều này ạ. Rất là biết ơn Chất Sâm đã tạo ra cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Rồi, ok, cảm ơn. Sướng quá, được khen tớ sướng quá. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở trên cuộc đời mình đó là mình học được cái gì thì mình trao đi cái đấy. Bởi vì ngay bản thân Sâm cũng vậy, mọi người cũng biết là Sâm đi học rất là nhiều. Và việc của Sâm là dạy lại cho các bạn. Dạy lại cho các bạn. Và thấy các bạn mỗi ngày một thành công thì rất là hạnh phúc. Thế thì còn bạn nào có câu hỏi thì không, để chúng ta sẽ tìm hiểu xem là phía trên của bạn Thúy Nguyễn này, bạn Vàng Nhân và bạn Hà Thị Hương, bạn Hà Hương đã làm như thế nào để có thể có những cái người trong hệ thống của mình, những người mà ở trong hệ thống của mình có thể giỏi được như vậy. Rồi, các bạn bật mic lên ạ. Vâng ạ, em chào sếp Sâm. Em chào sếp Sâm và cùng toàn thể các anh chị em. Thật sự luôn là khi mà nghe chị Thúy chia sẻ thì em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Khi mà may mắn là trong đội nhóm mình lại có một thành viên vô cùng là năng lượng, máu lửa và tuyệt vời như vậy. Thì lúc nãy chúng ta vừa mới nghe chị Thúy chia sẻ, thật sự luôn là trời ơi, sao mà chị ấy lại chia sẻ hay như vậy, chuẩn bị rất là kỹ này, lên PowerPoint này rất là hay này, và chia sẻ thì nó rất là dễ hiểu này, xúc tích này, và đi thẳng vào vấn đề, không có vòng vo, không có kể chuyện dài dòng. Mà Nhân nghĩ là hơn 700 chị em đang xem cái Zoom này thì mọi người cảm thấy là đây là một trong những cái Zoom hết sức là tuyệt vời và truyền cho chúng ta một cái nguồn năng lượng, một nguồn cảm hứng thật sự là quá là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Thì thật sự luôn là cũng xin gửi lời cảm ơn đến sếp Sâm hôm nay đã cho nhóm em có cơ hội được đến đây, được chia sẻ. Và cũng cảm ơn chị Nguyễn Thúy lúc nãy đã chia sẻ những cái, chị đã chia sẻ những cái kiến thức mà vô cùng là tuyệt vời. Thì thật sự luôn là trong
những tháng cuối năm này thì hệ thống nhà em là chào đón rất rất là nhiều thủ lĩnh, vô cùng là năng lượng, vô cùng là xuất sắc, và trong đấy có chị Nguyễn Thúy. Chỉ sau 2 tháng đến với hệ thống của Vàng Nhân, của chị Hà Hương và của chị Ma Thị Chú thì chị đã phát triển. Và ngay hôm nay khi mà được nghe chị ấy chia sẻ rất là chi tiết thì đã biết được bởi vì sao mà chị ấy sau một cái thời gian rất là ngắn là 2 tháng thôi mà chị đã có thể là nhập hàng lên đến nhà phân phối rồi. Thực sự là đi nhanh như thế này thì có thể là sẽ rất là ít người làm được, đúng không ạ? Bởi vì là mọi người có thể là ví dụ như lên nhà phân phối thì có thể mất đến 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm, và có những người lại còn lâu hơn nữa. Thì thật sự đây là một cái tấm gương để chúng ta học hỏi, để chúng ta cố gắng hơn và thấy được. Chứng tỏ là Dạ Thảo Liên là một sản phẩm hết sức là tuyệt vời. Chỉ cần là chúng ta có năng lượng này, chúng ta cố gắng, nỗ lực thì ai cũng có thể thành công được, đúng không ạ? Và trong tháng vừa rồi thì trong hệ thống em cũng có một chị cũng hôm nào em mấy hôm nay em cứ hay khoe về chị này, mà mọi người cứ bảo là chị ấy lúc mà đến với em từ tháng 8 ấy, bây giờ cũng lên nhà phân phối rồi, cũng lên phát triển như chị Thúy vậy. Nhưng mà khi mà chị đến với em là chị không có nhiều kiến thức như chị Thúy, mà chị mới chỉ biết là dùng cái điện thoại để nghe và gọi thôi, cũng hơn 40 tuổi rồi. Nhưng mà cũng phát triển rất là nhanh luôn. Là sau có 4 tháng thôi là lên nhà phân phối, nhập hàng lên đến 2.000 sản phẩm. Là em thấy là chứng tỏ là sản phẩm Dạ Thảo Liên rất là tuyệt vời, cộng với là cái quy trình của hệ thống Vàng Nhân, cũng với là trong tháng vừa rồi á, trong những tháng trước thì sếp Sâm đã có cái quy trình dành cho hệ thống của mình ấy. Thì khi mà mình tham gia một hệ thống sản phẩm tốt này, kết hợp với là mình tin tưởng yêu sản phẩm và có quy trình đào tạo kèm cặp bài bản với cái khả năng đào tạo kèm cặp của hệ thống mình nữa, thì ai tin rằng chỉ cần là ai cố gắng nỗ lực thì chúng ta đều có thể là thành công. Và trong những tháng vừa rồi thì hệ thống em thì cuối năm nay thật sự là gặt hái được rất là nhiều thành công. Ví dụ như là tháng vừa rồi, tháng 10 là em được đi sang Sơn La để dự nhà mới của Thiên Long Nữ cũng như là mua xe luôn. Và tháng 11 thì hệ thống em cũng đón nhận được 2 cái xe ô tô của giám đốc chiến lược Hà Khánh và của giám đốc kinh doanh Nguyễn Thanh. Và một cái tin rất là vui nữa thì tí nữa sẽ có chị Hà Thị Hương lên chia sẻ, là tuyến trên của chị Thúy với chị Ma Thị Chú đấy ạ. Là báo với em tin vui nữa là tháng 12 này, mùng 9 tháng 12 này lại sẽ đón nhận một cái ô tô nữa. Thì thật sự luôn là em cũng là một người mà đã rất là thành công này, em cũng được sếp Sâm này giúp đỡ này, nâng đỡ này. Mình cũng có một đội nhóm gần 5.000 thành viên và cũng từng xây nhà này, mua ô tô này, cũng như là có cầm sổ đỏ rồi. Thì khi đấy em không cảm thấy hạnh phúc như bây giờ chị ạ. Em không cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Khi mà bây giờ em thấy là nhiều chị em, khi mà mọi người đi theo gắn bó với em 2-3 năm, mọi người có thành công, mọi người có nhà, có xe. Trời ơi sao mà em vui thế. Em vui kinh khủng luôn. Thật sự là em cảm thấy là cuối năm nay em là một trong những thủ lĩnh vô cùng là hạnh phúc, khi mà đã có rất là nhiều thủ lĩnh, mọi người tin yêu sản phẩm Dạ Thảo Liên, mọi người đã có kết quả, đã có nhà, có xe. Giống như là lần trước em có nhớ chị Sâm nói là cuộc đời lớn nhất là làm nhà, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả mọi người khi mà kinh doanh Dạ Thảo Liên là có thể đạt được những cái ước mơ đấy, mà thật sự nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng, mà chỉ với cái thời gian rất là ngắn thôi, 2-3 năm, đúng không ạ? Mà mình chỉ cần bỏ ra cái thời gian học rất là ít. Vậy nên là mọi người ơi, chúng ta đang lựa chọn đúng một cái sản phẩm hết sức là tuyệt vời rồi. Chỉ cần coi cái sản phẩm của Dạ Thảo Liên là sự nghiệp thôi, chắc chắn rằng chúng ta sẽ kinh doanh thành công. Bởi vì là từ những người đơn giản nhất, từ những người không có biết gì về kinh doanh online hết, họ cũng có thể thành công. Họ chỉ biết là có cái chức năng điện thoại này, chỉ nghe và gọi thôi. Nhưng mà khi mà đến với Dạ Thảo Liên, họ cố gắng, họ nỗ lực, họ vào tham gia các khóa Zoom của sếp Tâm tổ chức, của hệ thống giám đốc chiến lược đào tạo, thì ai cũng có thể thành công. Đó, từ một người mà chỉ dùng điện thoại, nhưng mà mỗi người thì khi mà kinh doanh, đúng không ạ, mỗi người sẽ mang cho mình một cái điểm mạnh trong một cái hệ thống, và đặc biệt là trong hệ thống của Nhân, thì Nhân thấy rằng không có ai có điểm mạnh giống ai cả. Mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng. Người giỏi đào tạo, người giỏi live stream, người giỏi quay video, người giỏi về bán hàng offline. Nói tóm lại là khi mà Nhân là một người thủ lĩnh thì Nhân thấy rằng để mình giúp đỡ được các thành viên, mọi người nhanh chóng thành công, là mình đào tạo kết hợp với kèm cặp, và mình biết được điểm mạnh của họ,
sau đấy thì giúp cho những thành viên ở trong hệ thống của mình này, cho mọi người tự tin về cái điểm mạnh của mình và phát huy về cái điểm mạnh của mình, và cho họ thấy là thứ nhất là mục tiêu này, thứ hai là con đường, và cái thứ ba là có niềm tin. Thứ nhất là niềm tin về giám đốc Phạm Sâm là một chị mà rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời, rất là năng lượng. Và bây giờ bầu sắp sinh rồi nhưng mà chị vẫn ngồi đây với chúng ta đúng không ạ? Năng lượng ngồi đây chia sẻ, và chắc chắn là chị còn sẽ zoom trong những ngày sắp tới rất là năng lượng nữa. Thì thật sự là vô cùng là tự hào về chị, vô cùng là tự hào về chị, bởi vì là chị rất là nỗ lực và chị là một cái tấm gương sáng để cho bọn em học hỏi, noi theo và cố gắng hơn nữa để có thể là thành công hơn, cũng như là giúp đỡ, không chỉ là giúp đỡ được những khách hàng họ khỏi bệnh mà còn giúp đỡ được thật sự rất là nhiều người họ thành công như bọn em. Đấy, thành công như bọn em chỉ cần là đến với bọn em kinh doanh Dạ Thảo Liên, tin tưởng vào sản phẩm của sếp Sâm và tin vào cái những cái chiến lược của hệ thống mình đưa ra, và mình yêu sản phẩm, thế là mình cứ chiến đấu, cứ làm thôi. Người ta chia sẻ như thế nào, đừng có nghĩ quá nhiều, đừng có đợi là người ta thành công rồi mình mới làm, đừng có đợi gì cả, mà mình hãy bắt tay vào, mình làm luôn. Và khi chỉ có khi chúng ta thực sự làm thì mới có kết quả, còn không làm mà cứ đợi là khi mà em tuyển những cái thành viên về, và trong hệ thống của em cũng đào tạo rất là kỹ, là khi mà một thành viên mới vào trong hệ thống mình thì cái việc mà ám thị đầu vào ấy thì em thấy là nó vô cùng là quan trọng. Trong tháng này thì em cũng phải tuyển được gần 20 thành viên ấy. Và các bạn nào đến với em là em cứ phải có một cái buổi gọi là coaching đầu vào. Thì bản thân em thì em có một cái điểm mạnh là coaching mục tiêu ấy, rất là tốt luôn. Thì chắc là hôm nay thì cũng sẽ, nếu mà chia sẻ cái này hơi lâu thì em cũng muốn là xin sếp Sâm là cho em một buổi sẽ được chia sẻ về cái mục tiêu và sống trong mục tiêu ấy. Bởi vì bản thân em là trước đây em từng đăng những cái mục tiêu mình không nghĩ là mình sẽ đạt được. Trước đây 2017 em đã đặt mục tiêu là em sẽ ở trong một cái ngôi nhà và em sẽ mua ô tô. Và sau đấy thì Facebook nhắc lại cái kỷ niệm của em ấy là mua nhà xe ô tô. Em chia sẻ vào nhóm là trời ơi mọi người, trước đây em đặt mục tiêu như thế nào, bây giờ em đặt được y như vậy. Thì chắc chắn rằng khi mà mình kinh doanh Dạ Thảo Liên một cái sản phẩm rất là tốt như thế này rồi, kèm với là mình có một cái mục tiêu và một cái đích đến nữa, mình chỉ cần việc là chiến đấu thật là mạnh mẽ thôi, thì chắc chắn là mình sẽ có kết quả và mình sẽ thành công. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì em muốn là dành nhiều thời gian hơn cho chị Hà Thị Hương chia sẻ là một thủ lĩnh hết sức là tuyệt vời của em, và sắp tới là sắp mua ô tô. Thì đang chị hiện tại là em nghĩ là chị đang rất là sung sướng và rất là hồi hộp muốn chia sẻ. Thì em thì chắc là chắn là trong thời gian sắp tới thì em sẽ còn có rất là nhiều cơ hội để em chia sẻ nữa. Thế nên là bây giờ em sẽ nhường mic cho chị Hà Hương ạ. Rồi Hà Hương ơi, em bật mic lên. Dạ. Em xin chào sếp Sâm, chào toàn thể các giám đốc cùng với quý cô bác anh chị và các bạn ạ. Em Hương rất là biết ơn sếp Sâm. Thật sự là Dạ Thảo Liên nó đã là sự nghiệp và nó đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình em rồi, nên là em rất là biết ơn sếp. Biết ơn sếp Vàng Nhân và Lường Trương đã kết nối Hương đến với sản phẩm Dạ Thảo Liên. Và đặc biệt là biết ơn em gái Cầu Hàng và em gái Ma Thị Chú đã kết nối Hương đến với chị Thúy Nguyễn ạ. Thật ra là em không có bí quyết gì cả, chỉ là do nhân duyên thôi ạ. Đó. Và chị Thúy Nguyễn là một thủ lĩnh, là một nhà đào tạo truyền cảm hứng rất là tuyệt vời. Và khi mà chị đến đồng hành cùng với Hương thì Hương cũng đã nhận thấy là bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và đúng giống như câu nói của chị Sâm đã hướng dẫn Hương, đó chính là hệ thống là nơi mà sẽ đào tạo bạn phát triển và lớn nhanh nhất. Chính vì thế cứ cần đào tạo tốt cho hệ thống của mình thôi. Họ cần gì mình đáp ứng cái điều đó thôi thì bạn sẽ phát triển mạnh ạ. Đó, ngày hôm nay thì em rất là run và xúc động. Thật sự khi mà chị Thúy chia sẻ thì em thấy rất là tuyệt vời, rất năng lượng, giống như những lời mà Bốt Nhân có chia sẻ. Đó, thật sự thì chị Thúy có tâm sự với Hương một cái điều, đó là giá như mà chị gặp Hương sớm hơn 2 năm về trước, đó, thì chắc chắn bây giờ chị sẽ thành công hơn hiện tại rất rất nhiều, mọi người ạ. Đó, thì khi mà chị ấy đến với Dạ Thảo Liên, đó, chị ấy nói với Hương là không ngờ cái sản phẩm này nó lại dễ bán như thế, không ngờ cái sản phẩm này nó lại hiệu quả như thế. Đó, và chị ấy nói là ước gì chị gặp em hơn 2 năm về trước thì chị ấy đã không đầu tư quá nhiều tiền vào những cái hướng đi khác. Tức là mọi người có thấy là ở ngoài kia còn có rất rất nhiều người họ không biết đến sự nghiệp Dạ Thảo Liên, đúng không ạ? Không biết đến cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời này.
Nên là mọi người ơi, cứ tự tin lên, livestream nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn đi ạ. Đó, liên tục cho đi. Và hiện tại chị Thúy Nguyễn đang áp dụng một cái chiến lược bán hàng tuyệt vời, đỉnh cao nhất, đó là bán hàng như không bán. Tức là chia sẻ cho đi, và cuối cùng họ yêu quý mình. Lúc đấy mình nói cái gì họ cũng nghe, chia sẻ cái thông tin gì họ cũng sẽ đều đón nhận. Và bí quyết của chị Thúy thật sự, nếu mà nói chị ấy lên nhà phân phối, Hương nghĩ là trừ đi 15 ngày đầu tiên mà chị ấy đang trải nghiệm sản phẩm, để cho người thân, bạn bè và test sản phẩm nữa, cùng với 15-16 ngày chị ấy bị Covid nữa, thì Hương nghĩ là chị ấy lên doanh số là 130 triệu chỉ trong một tháng thôi mọi người ạ. Đó, chỉ trong một tháng thôi mọi người nhé. Tháng đầu tiên là 12 triệu. Đó, tháng thứ hai là tháng 11 này là 120 triệu. Thì tốc độ đi hiện tại của chị Thúy Nguyễn nó thường là gấp 3 đến gấp 5 lần so với Hương trước kia. Nên là chỉ cần chị Thúy Nguyễn liên tục hành động và liên tục chia sẻ và cho đi theo cái hướng hiện tại, thì em tin là chị sẽ rất là thành công. Giống như hiện tại là cái tiềm lực chị sẵn có rồi, gặp Dạ Thảo Liên, gặp đúng sản phẩm thì nó giống như là diều gặp gió luôn mọi người ạ. Đó, thì ngày hôm nay Hương rất là biết ơn thật sự với mọi người. Dạ Thảo Liên nó tuyệt vời lắm, và bất kỳ một cái quyết định nào của Bossum đưa ra nó đều rất chắc chắn, mọi người có thấy không ạ? Hiện tại bây giờ không biết hệ thống khác như thế nào, nhưng hệ thống Dạ Thảo Liên mình là mạnh nhất, đông nhất, và nó còn tồn tại, nói chung là bền vững nhất từ trước đến giờ. Và tất cả những khách hàng mà người ta sử dụng tinh dầu họ đều quay lại hầu như 90-95% luôn. Đó, mình không lấy tỷ lệ 100%, người ta sẽ nói mình nổ đúng không ạ? Nhưng thực tế phải là trên 90% đã quay lại sử dụng sản phẩm rồi. Nên là Hương rất là biết ơn Bossum, thật sự luôn, rất là biết ơn và cảm thấy mình may mắn khi mà mình lựa chọn Dạ Thảo Liên. Giống như là thời gian đầu tiên ấy, mình mới bắt đầu mình bán thì mình còn có nhiều cái suy nghĩ khác ngoài luồng. Tức là lúc đấy mọi người sẽ nghĩ là chắc là mình sẽ bán sản phẩm này hơn, hệ thống này hơn đúng không? Bắt đầu mình so sánh. Nhưng thật sự nếu mọi người đã đến năm thứ 3, giống như Bốt Vàng Nhân cũng như là Hương, thì lúc đấy mọi người sẽ coi Dạ Thảo Liên nó là sự nghiệp, nó là cả cuộc đời của mình. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nghe Hương chia sẻ. Thật sự là rất là biết ơn chị Thúy, cũng như là Ma Thị Chú và Cầu Hạng rất là nhiều. Thật sự là bí quyết của Hương cũng không có gì, chỉ dựa vào cái sự tận tâm của mình hướng dẫn thôi ạ. Đó, tức là chị Thúy cần gì thì Hương hướng dẫn điều đó, và luôn hỗ trợ và đặt lợi ích của hệ thống lên trên lợi ích của mình, và giúp cho họ giàu thì chúng ta sẽ có kết quả thôi ạ. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, hệ thống cũng đang rất là tò mò, xin hỏi trước là bạn đã hướng dẫn cho bạn Thúy này như thế nào để bạn Thúy có thể là đi nhanh như vậy? Thật sự là khi mà hướng dẫn chị Thúy, mọi người phải biết về tư duy, thì chị Thúy đã hơn hẳn mọi người rất là nhiều bậc rồi. Thì chúng ta không cần phải đánh vào tư duy làm gì cả, mà chỉ cần hỏi chị ấy cần điều gì thôi ạ. Đó, thì Hương liên tục gọi điện, hầu như một tuần phải 3 đến 4 lần là ít ạ. Nếu không thì một ngày một lần, để lắng nghe chị ấy chia sẻ. Đó, lắng nghe chị ấy chia sẻ chị cần cái gì. À, Hương ơi chị cần cái này, Hương ơi chị cần cái kia. Thì họ cần gì thì mình đáp ứng điều đó là được thôi ạ. Bí quyết thì rất là đơn giản thôi ạ. Thật sự khi mà mọi người đồng hành, những thủ lĩnh mà họ chủ động và có kiến thức, có nền tư duy cao rồi ấy mọi người, thì rất là nhàn luôn. Sẽ không cần phải hướng dẫn nhiều. Đó, mà họ có sẵn cái nền rồi, mình chỉ cần thêm một vài chiến lược ra đơn nữa thôi. Và cái chiến lược của Hương thì cũng cùng với chị Thúy kèm thêm cho đội nhóm của mình nữa, tức là em sẽ trực tiếp vào Zoom của team chị Thúy và giải đáp một số những câu hỏi và thắc mắc của các chị em ở trong Zoom đó. Đồng thời thì mình cũng vẽ ra cho họ cái bức tranh tương lai khi mà kinh doanh Dạ Thảo Liên thì họ sẽ trở nên như thế nào, cộng với công việc tiềm năng sẵn có của người ta là đang có chủ tiệm trà sữa hay là quán yoga các thứ ạ. Mình chỉ cần cộng thêm một cái sản phẩm mà giúp họ tăng thu nhập ở thời điểm Covid khó khăn hiện tại. Đó, mà cái sản phẩm của chị Tâm thì mọi người bảo rất là tốt rồi, ai dùng cũng khen rồi. Đấy, nên là đi đúng hướng và đi phát triển như thế này cũng nhờ rất là lớn, bởi vì dựa vào sản phẩm ạ. Sếp Sâm ơi, cho em chia sẻ chút xíu ạ. Thực sự luôn là tại vì sếp Sâm hỏi là bạn Hương đã giúp em như thế nào để cho phép em được chia sẻ ạ.
Thực sự thì do là em mới vô sau mà lại dính Covid rồi dính đủ thứ cho nên chưa có làm việc với sếp Vàng Nhân nhiều. Nhưng mà riêng với lại bạn Hà Thị Hương thì em làm việc rất là nhiều. Thực sự luôn là em rất là biết ơn bạn Hà Thị Hương. Hỗ trợ em rất là nhiều luôn. Rất là quan tâm, thực sự là vậy, rất là quan tâm. Rất là thường xuyên hỏi han rồi. Khi mà em bị Covid cũng giống vậy, nó là rất là quan tâm luôn. Và em cảm thấy rằng là anh chị nào mà đang làm chủ quán cà phê trà sữa nhá, sẽ thấy được là thường là chúng ta cô đơn lắm. Thường là vậy, rất là cô đơn. Tại vì cái gì cũng tự mình không à. Thậm chí là người thân gia đình cũng không có nhiều người ủng hộ đâu. Em Thúy thì rất là may mắn là mọi người đều ủng hộ. Nhưng mà em biết sẽ có rất là nhiều bạn kinh doanh không được như vậy đâu. Mà khi mà em vô cái chỗ này này, em vô cái nơi này này, em gặp bạn Hương á, em cảm thấy được là cái sự quan tâm mà thực sự là đặt lợi ích của mình lên trên. Và em cũng chia sẻ luôn cái bí kíp để mà em đi nhanh được. Đó là em cứ bám theo cái người bên trên thôi. Khi mà vì thực ra bên trên của em là bạn Mai Thị Chú, nhưng bạn Mai Thị Chú thì hơi bận, thành ra là em đi theo bạn Hương. Các bạn đừng có ngó nghiêng lung tung làm gì cả. Bạn cứ đi theo cái người bên trên của bạn thôi là nó ra. Thực sự là vậy luôn. Em chỉ đi theo những gì bạn Hương nói. Mà những gì bạn Hương nói em còn không cần làm hết cơ. Em thấy giống như thế là hôm trước bạn Nguyệt gì đó có chia sẻ đấy. Là đi học như đi chợ đấy. Bạn Hương nói cái nào hay em mình thích á, thì mình lượm vô túi về mình xài. Và thực ra thì em cũng không xài hết những cái bạn Hương hướng dẫn đâu. Chưa xài hết nhá. Bởi vì là thời gian nó ít quá mà lại dính dịch nó rồi đủ thứ. Thành ra là không làm được cái gì. Em mới nói với bạn Hương là Hương ơi, nếu mà tháng này không dính Covid là chắc chị đạt target lâu lắm rồi. Thực sự là vậy luôn. Thì cái mà em thấy được đó là cái sự hy sinh của bạn Hương dành cho cái đội của em rất là nhiều luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cả. Và khi mà em đi theo bạn Hương như vậy thì em cũng được học cái năng lượng của bạn Hương. Đó là phải sẵn sàng hỗ trợ người khác. Thì em cũng đặt lợi ích của những cái bạn đi theo em lên trên. Em lúc nào em cũng giống vậy, em học bạn Hương. Mình cũng làm lại những cái điều như vậy, tương tự đối với những người mà đi theo mình đấy. Thì em cảm thấy rằng là mọi người rất là vui. Mà cũng phải khoe thật với Hương hôm nay luôn. Khi mà chị nói là chết rồi có bấy nhiêu hàng sẽ thiếu, thì có một số vấn đề do mọi người cũng biết là em kinh doanh truyền thống, thì hai năm nay nó cũng có nhiều sự cố, em nói thật là vậy. Thì bạn Hương rất là hỗ trợ. Nhiều khi bạn Hương còn gửi hàng trước cho em nữa cơ. Em rất là biết ơn Hương luôn. Mà em nói là em nhắm trong đầu là nó cháy, là y như rằng là nó cháy. Và đến ngày hôm nay là em lại bắt đầu thiếu hàng rồi. Thực sự là em rất là biết ơn bạn Hương đã tạo cái điều kiện và hỗ trợ em trong cái thời gian đầu này. Em vẫn đang còn nhiều cái bỡ ngỡ, vẫn nhiều cái khó khăn, thì rất là biết ơn bạn Hương ạ. À. Dạ, cảm ơn chị Hai, đúng không ạ mọi người? À, cũng phải nói đi thì cũng phải nói lại là bạn Thúy Nguyễn, bạn ấy đang có một cái nền tảng rất là tốt. Đó là bạn ấy theo học ngoài cái kinh nghiệm mà kinh doanh thực chiến của bạn ấy ra. Ngoài cái việc mà bạn ấy đã biết được là cái tập khách hàng tiềm năng bạn ấy đã ghi chép lại được rồi, cộng với việc là bạn ấy rất là ham học hỏi, bởi vì bạn ấy là một học trò của Lê Viết Hợp, mà Lê Viết Hợp thì cùng học Eagle với Sâm, nên là năng lực của Lê Viết Hợp là Sâm biết, và Sâm cũng đã theo một lớp của thầy Lê Viết Hợp, và nhờ có lớp này thì Sâm đã đưa được bạn Ma Thị Chú quay lại với Dạ Thảo Liên. Trước đây bạn Ma Thị Chú đã kinh doanh Dạ Thảo Liên rồi, sau đó là bạn đi sang kinh doanh dược liệu và các sản phẩm hoa quả xuất đi Trung Quốc. Thì cái đợt vừa rồi là do Trung Quốc nó đóng cửa khẩu thì bạn đi quay lại kinh doanh Dạ Thảo Liên và kéo theo được bạn Thúy Nguyễn về. Thì qua đây Sâm cũng mong muốn là mọi người sẽ hiểu rằng là nếu mà chúng ta tuyển ấy, thì chúng ta tuyển những người mà qua trường lớp rồi ấy, chúng ta sẽ rất là nhàn. Và việc của chúng ta ấy là vào học các lớp nhỏ nhỏ của các thầy nhỏ ấy. Các thầy nhỏ thì thường thường chỉ vài chục triệu thôi. Còn ví dụ như Sâm đi học lớp thầy Long thì phải vài trăm đến hàng tỷ. Thì chính vào lớp hàng trăm với vài tỷ đấy thì không bắt được, không bắt được. Bởi vì toàn những người giống Sâm thì làm sao mà bắt được, đúng không? Nhưng chúng ta đi học ở những cái lớp nhỏ ấy thì chúng ta sẽ tuyển được rất là nhiều sỉ, và những người đã trải qua học hành thì họ sẽ rất là nhanh. Rồi ok, rất là cảm ơn bạn Thúy Nguyễn, bạn Vàng Nhân và bạn Hà Thị Hương. Bây giờ Sâm vẫn bật mic đấy. Có ai hỏi các bạn câu gì không ạ? Chị ơi, cho em hỏi ạ. Ừ, hỏi đi. Em muốn hỏi chị là chị nghỉ dịch ạ, là lúc đấy chị dùng sản phẩm của Dạ Thảo Liên chưa? Và làm thế nào mà trong cái mùa dịch đấy mà chị vượt cái qua khỏi cái rào cản với cái năng lượng vẫn tuyệt vời như vậy ạ? Và chị có dùng sản phẩm Dạ Thảo Liên của mình để chống dịch không ạ? Vâng, à, câu hỏi em như vậy ạ. Là cảm ơn câu hỏi của chị Nhân ạ. Chắc là câu hỏi này dành cho em phải không ạ?
Đúng rồi đấy, hỏi cho dạ, vâng, đúng rồi ạ. Khi mà em ở trong mùa dịch đấy thì do đúng như thế là sếp Sâm có nói là em bắt đầu ngấm đòn dịch từ tháng 8 năm ngoái cơ ạ. Em bắt đầu ngấm đòn từ tháng 8 năm ngoái. Từ tháng 8 năm ngoái đến bây giờ là em đã đi tìm cái con đường, em tìm một cái gì đó. Em muốn bỏ vô cái công việc kinh doanh của mình, em tìm rất là nhiều rồi, thực sự là vậy luôn. Em cũng thử rất là nhiều thứ và bắt đầu đến dạng Thảo Liên, đến cái sản phẩm này em liệu hệ sinh thái của mình để em thấy nó phát triển và bùng nổ ngay ngay lập tức. Còn cái sản phẩm này thì thực ra em dùng hàng ngày luôn ấy. Đây em đang có chai này. Cái chai răng miệng này là chỉ em dùng rất là nhiều luôn. Thực ra cái chai này dùng tiết kiệm lắm luôn nhá. Nhưng mà em dùng chắc chai thứ hai rồi. Tại em dùng cả ngày luôn. Lúc nào cũng dùng. Em nói xong em lại dùng. Em dùng rất là nhiều. Và đặc biệt luôn em chia sẻ thật nhá. Cái này không phải là vì mình bán mà mình nói đâu. Là khi mà em bị dịch lại bắt đầu em bị khó thở 2 ngày đầu tiên. Thì lúc đó là mình cũng đâu biết là mình bị dịch đâu. Mình rất là thờ ơ kìa. Thì em mới bắt đầu cảm thấy khó thở thì làm gì giờ, em nhìn quanh nhà, em nhìn mấy cái toa thuốc thì toàn là thuốc không như thể là tăng cường sức đề kháng đấy, nhưng mình khó thở thì lấy tinh dầu xông. Và cái mà trực tiếp em xông nhất là tinh dầu thần tài và tinh dầu răng miệng nha các bạn ơi. Em cũng chẳng biết, em cứ tinh dầu để em cho vô thôi. Thì khi mà em xông cái này đấy là cảm giác rất là dễ chịu. Các bạn có cái gì tinh dầu rất là tuyệt vời luôn. Đấy là em xông cái này là một ngày em xông 2 lần. Và mỗi một lần mà xong xong nhá là mình ra mồ hôi này và mình thực sự em cái cảm giác cái người của mình nó rất là nhẹ nhàng luôn. Thì em đã dùng tinh dầu, nhất là sau khi mà em trải nghiệm Covid xong là em lại rất là tin tưởng luôn. Tại nó làm cho mình rất là khoan khoái và mình dễ chịu nhá. Đấy, thì em dùng tinh dầu thần tài và tinh dầu răng miệng em xông. Lúc đó là có cái gì xông cái đó. Thì bây giờ em đã xông thêm xả chanh nữa rồi, ngày nào em cũng xông 2 lần luôn ạ. Và làm sao để em vượt dịch được thì em nghĩ rồi, một là thay đổi, hai là chết thôi, còn phía sau em còn con cái nữa cơ. Thì nếu bây giờ cứ ngồi im mà khóc mà nhìn thì chắc là cũng không được. Thì em phải đi tìm một cái điều gì đó. Giống như em chia sẻ đó là dịch bắt đầu đóng cửa là em rất là sợ luôn. Vì lần này em cảm thấy nó rất là căng. Bắt đầu là em dạy pha chế miễn phí này, bắt đầu em dạy pha chế miễn phí. Thực ra là mình rất là muốn bán hàng nhá. Ai cũng muốn bán hàng cả, nhưng em hiểu rằng không cho đi thì không bao giờ nhận lại được. Đấy, cho nên là với cái tâm thế là cho đi mạnh mẽ, cho đi nhiều, mình khả năng tới đâu mình cho đi tới đó, là em toàn dạy miễn phí không à. Dạy ai mà thương em thì mua nguyên liệu cho em, mà đa phần là mọi người thương em. Tại mình dạy rất là nhiệt tình thì người ta mua nguyên liệu cho mình. Sẽ có những người họ mua về họ pha tự uống thôi như sếp Sâm nói đấy ạ. Nhưng mà một số trong đó là bây giờ là đã mở tiệm rồi thì người ta vẫn quay lại ủng hộ nguyên liệu cho em. Nhưng mà như em chia sẻ đấy là bán nguyên liệu nó không có lời nhiều, rất là cồng kềnh, rất là mệt. Nhưng mà cái tệp khách này của mình thì mình cũng không bỏ, mình cứ giữ lại. Nhưng mà khi em này có mấy chai dạ thảo liên em bỏ vô này, trời ơi, nó nhẹ nhàng nhá, nó nhỏ, nó gọn nhá. Mà em nói với các chủ quán là cũng thích luôn. Thì cái điều gì đã giúp được em chỉ mang đúng một cái tâm thế là cái gì đã giúp được mình thì mình mang cái đó ra mình chia sẻ lại với mọi người thôi. Thì em thấy là mọi người cũng rất là đón nhận. Em thấy là cái tỷ lệ mà đón nhận những điều em chia sẻ là rơi vào tầm 60%, thực sự là vậy. Còn 40% nữa là đang lưỡng lự, nhưng em tin chắc luôn trong tương lai em kéo lại hết chỗ em luôn. Em chắc chắn điều này. Bởi vì em rất hiểu chủ quán. Em rất là hiểu cái tệp khách hàng này của em. Em hiểu từng cái nỗi đau của họ luôn. Vì em cũng đau giống như vậy mà. Đấy, thì đó là điều em đã làm. Rất cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Em, sếp ơi. Rồi, em nói đi. Xin chào sếp và chị Thí và tất cả anh chị em trong phòng gym. Thì em thấy chị thấy là cái mà khi mà lên từ cấp bậc á, các làm nhanh vậy đó, em cũng rất là ngưỡng mộ. Tại vì em cũng chỉ mới đó, tổng đại lý. Chị cho em hỏi là sĩ của chị á, là chỉ có những người mà buôn bán trà sữa cùng với chị. Và câu hỏi thứ hai là cách chăm sĩ như thế nào để duy trì sĩ năng lượng. Dạ, câu hỏi. Cảm ơn chị Trần ạ. Thực ra sĩ của em bây giờ đa dạng lắm rồi. Bán dụng cụ, bán đồ gia dụng, phòng yoga, bán rau ngoài chợ, làm chủ quán. Ai em cũng có thể là sĩ của em cả. Hiện tại là thực sự em đã có đủ bấy nhiêu tiệm này rồi. Nhưng mà cái tiệm mạnh nhất của em là tiệm chủ quán ạ. Em thấy cái sản phẩm này thực ra ai cũng có thể làm, ai cũng có thể bán nhé. Chứ không nhất định phải là chủ quán trà sữa. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Cái số 2 nữa là làm sao để em chăm sĩ được. Thì khi em mang đúng... Thực ra khi mà mình mới vô mình bán đấy ạ, em hiểu được là cái nỗi đau của những cái người đang kinh doanh giống như em này là thực sự cần
cần ra tiền cơ. Mà nếu mà em thấy trong đầu nhá, mình nghĩ luôn, nếu là mình đi bán hàng mà mình có tiền ngay thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Thì khi mà em có sĩ nhá, em áp dụng cái chiến lược 24 giờ. Đó là 24 giờ đầu tiên bám đuổi tới cùng luôn. Phải hướng dẫn họ bán, họ phải hướng dẫn họ dùng sản phẩm. Được không ạ? Phải hướng dẫn họ dùng sản phẩm, phải hỏi thăm xem họ đã bán được cho ai chưa và hướng dẫn họ bán hàng luôn. Còn bán hàng như thế nào thì sếp Sâm dạy nhiều quá thì em không chia sẻ lại nữa. Nhưng mà em cũng hướng dẫn họ đi xin lộc và làm mồi câu thôi ạ, chứ không làm gì hết. Có hai chiến lược đó làm hoài không hết, được không ạ? Cứ làm mồi câu và xin lộc cứ vậy thôi là tiến tới. Và cứ chuyển từ lạnh sang ấm sang nóng để bán thì thị trường nóng cứ vậy. Và khi sĩ của em đã có khách, em còn phải giúp sĩ của em chăm sóc khách hàng nữa cơ. Là sẽ nhắc nhở này, động viên này, khích lệ này, để cho một hai người đầu tiên họ đi vô cái guồng. Là khi họ có tiền rồi em thả. Đến bây giờ thì sĩ của em thực sự rất là năng lượng luôn. Trong số 30 người sĩ của em thì em đã thấy 4 người cực kỳ tiềm năng rồi. Rất là năng lượng, rất là thích. Và em cũng mới khoe với bạn Hương hồi sáng nay. Đó là Hương ơi, đến bây giờ là chỉ có 4 đại lý rồi. Chốt tới ngày hôm nay là đã có 4 đại lý rồi. Thì mình cứ liên tục bám theo họ thôi ạ. Tỉ tê những cái lợi ích mà họ sẽ đạt được. Mà thực sự cái điều này nhá, là em muốn giúp các bạn đã có thêm thu nhập. Thực sự là vậy luôn. Muốn giúp các bạn đã có thêm thu nhập. Tại vì đã nhập 5 triệu rồi, 7 triệu rồi. Một tí nữa thôi là lên đại lý là được thưởng rồi. Đấy. Thì mình cứ đặt lợi ích của họ cao hơn của mình. Và bám đuổi. Thời gian quan trọng nhất là 24 giờ đầu tiên. Thì đó là cái cách em làm ạ. Dạ, em cảm ơn chị Thúy. Chị Thúy cho em hỏi khi mà mình tiếp cận sĩ á, chị Thúy. Ví dụ như những cái khách hàng của chị tiếp cận như thế nào để mình tuyển được sĩ? À, thì như em chia sẻ đấy là dùng nguồn lực có sẵn. Khi mà đi bán hàng phải có một cái danh sách. Cái danh sách những người đang rất là thân tình với mình. Những người này có khả năng mua hàng là danh sách bán lẻ. Những người đang rất là muốn kiếm tiền là danh sách sĩ của mình. Mình phải phân thời gian ra để mình làm. Em thì em quan tâm tới sĩ nhiều hơn, cho nên là gần thì em dành toàn thời gian cho sĩ hết. Em không bán lẻ, em bán sĩ thôi. Thì thứ nhất là có một cái danh sách. Cái thứ hai là làm việc với danh sách đó. Một ngày mình phải target là mình gọi cho bao nhiêu người, mình chăm sóc bao nhiêu người. Đấy, cứ làm như vậy em nói kiểu gì cũng ra cả. Thì em là target một ngày là em dành ra 3 tiếng. Thì em mới làm có 3 tiếng thôi nha, chứ em chưa làm toàn thời gian đâu sếp Sâm ạ. Bởi vì em vẫn có công việc cũ, việc mới nó bộn bề, nó trộn lại với nhau. Mà lại còn đúng dịch nữa thì em chưa có toàn thời gian đâu. Nhưng em có thể nhìn thấy được cái con đường. Tại thực ra cái mục tiêu của em là mục tiêu tài chính của em là 500 triệu. Bây giờ em chưa đạt được đâu cả nhà. Em đặt mục tiêu lớn đấy thôi chứ chưa đạt được đâu ạ. Dịch bệnh đủ thứ. Nhưng khi mà em nhìn thấy Dạ Thảo Liên, em nhìn thấy bạn Hương, em nhìn thấy sếp Vàng Nhân, rất là nhiều anh chị trong nhóm nhà phân phối, em cũng chắc chắn mình đạt được con số này chậm nhất là năm 2023, giữa năm 2023 thôi. Tức là em nhìn thấy cái con đường này. Mà khi mình nhìn thấy nó rồi thì mình chín thôi chứ có gì đâu ạ. Đấy, em rất là thích cái điều này. À, các bạn có câu hỏi gì thì có thể nhắn tin về nhóm Zalo hoặc là để đến Zoom tối thứ 5, 20 giờ tối thứ 5. Bao giờ Sâm cũng đúng 8 giờ kém 15 thì Sâm mở Zoom. Và... 8 giờ thì bắt đầu các bạn lên chia sẻ, nên là mọi người chú ý đón xem. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Em chào sếp ạ, chào cả nhà. Rồi, bye bye, chào. Chào cả nhà nha. Cảm ơn nha. Chào cả nhà. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Sâm. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy ấn vào nút đăng ký hoặc xem những video tiếp theo bên trái hoặc bên phải.